Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp một số các công cụ ở trong CorelDRAW. Chúng ta đã làm quen với lại các công cụ vẽ hình cơ bản, bao gồm các công cụ như là hình chữ nhật này, hình ellipse này, đa giác này, ngôi sao này, complex star này. Hôm trước chúng ta giới thiệu thêm một chút về cái công cụ Graph Paper. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp một số công cụ cùng ở trong nhóm nữa. Thì trong cái nhóm công cụ mà hôm trước chúng ta đã làm, ví dụ như là Polygon Star, Complex Star vân vân, thì đây là cái nhóm mà chứa đựng nhiều các công cụ vẽ hình nhất. Bây giờ chúng ta làm quen thêm một cái công cụ là công cụ Spira. Công cụ sẽ giúp cho chúng ta sẽ vẽ các cái những cái đường xoắn ốc. Cái công cụ này dùng thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn công cụ, sau đó thì đưa vào trong màn hình. Trước khi mà các bạn thao tác thì muốn cho cái hình này của chúng ta nó xoắn bao nhiêu vòng thì các bạn thiết lập các tham số ở đây, rồi thì một số các cái tham số khác các bạn muốn điều chỉnh thì các bạn cũng điều chỉnh giúp tôi ở đây. Ví dụ muốn vẽ một hình như thế nào thì phải thiết lập trước. Đấy, ví dụ như thế này, chẳng hạn như là số vòng cuộn đó bao nhiêu vòng thì chúng ta sẽ thiết lập ở đây. Thế rồi các cái phần ví dụ như Spira Expansion Factor thì chúng ta sẽ co duỗi thay đổi các tham số này, thì nó sẽ tác động tới cái độ tròn đó, độ tròn của cái đường xoắn ốc này. Đấy, nhiều ít cái đường xoắn chúng ta sẽ dùng bằng cái công cụ này. Đấy thì thao tác vẽ của nó rất là đơn giản thôi, còn lật bên nào, bên trái, bên phải như nào đấy thì do tay kéo của các bạn thôi. Các bạn kéo lên, kéo xuống, kéo sang phải, kéo sang trái, kéo lật úp xuống dưới hay kéo ngửa lên trên, cái đó thì thao tác bằng tay, rất rất đơn giản. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ giới thiệu về cái nhóm, là một số các nhóm công cụ tương đối là đặc biệt. Nó vừa là công cụ mà chúng ta cũng có thể hình dung nó như là một cái thư viện các hình đơn giản cung cấp cho chúng ta. Thực ra khi mà các bạn đã biết được cách sử dụng công cụ pen cộng với các cái lệnh như cắt hàm thì về nguyên tắc hầu như là cái gì chúng ta cũng có thể vẽ được đó, cái gì chúng ta cũng có thể vẽ được. Tuy nhiên là dù một hình đơn giản vẽ rất là nhanh thì chúng ta cũng phải mất thời gian để vẽ cái hình đó, cho nên là thay vì việc là chúng ta sẽ tự vẽ tất cả ra thì những cái hình đó được Corel cung cấp luôn. Chúng ta không phải ngồi lọ mọ vẽ từng tí một nữa, mà họ cung cấp sẵn cho chúng ta những cái công cụ để mà nhấp một cái là vẽ ra một số các hình. Thế thì trong cái nhóm này chúng ta sẽ có mấy thứ này: Basic Shape này, Arrow Shape này, Flowchart Shape này, Banner Shape, Corner Shape. Và chúng ta sẽ có một số những cái tùy chọn rất là đặc biệt ở đây giúp chúng ta có thể vẽ nhanh ra những cái đối tượng đó chỉ với một nhấp chuột thôi. Đây, ví dụ Basic Shape chúng ta được cung cấp là 15 hình như thế này. Tất cả những hình này chỉ nhấp chuột một cái là vẽ ra. Và đồng thời nó có một cái đặc điểm là trong một số trường hợp thì nó cung cấp cho chúng ta những cái điểm điều khiển màu đỏ ở đây, để chúng ta có thể co duỗi, chúng ta có thể điều khiển rất nhanh thay đổi cho cái hình đang vẽ. Nó có điểm điều khiển đặc biệt ngay bên trong hình. Hầu hết những cái hình này thì đều quy ra một cái hình cơ bản đơn giản, đó là hình chữ nhật. Đấy, ví dụ như là chúng ta có hình thang ở đây, đúng không? Hình như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là bấm vào điểm đỏ này, đấy, kéo trả hết cỡ về bên trái thì nó đưa về cho chúng ta sang cái dạng hình gốc là hình chữ nhật. Nhưng mà bấm vào điểm này và kéo thì nó cho chúng ta sang hình xiên như thế này. Đó, hình bình hành xiên như thế này.
nó mỏng hay nó dày, thì các bạn có thể là kéo luôn cái điểm này một cái là xong. Cái này nó cũng tựa tựa như là cái hình hình chữ nhật mà chúng ta có thể vẽ chéo luôn đó. Tức là thực ra vẽ hình này thì không khó một tí tẹo nào cả, nhưng mà rõ ràng là luôn luôn mất thời giờ để tạo ra nó, cho nên là Corel cung cấp luôn. Tức là thực ra mà nói thì chúng ta có thể hình dung là Corel là một cái chương trình nó cực kỳ chiều người dùng. Thằng Illustrator là cái dạng là tao cứ thế đấy, chỉ có thế thôi, mày dùng thì dùng, không dùng thì thôi đấy, và tao giữ nguyên tắc của tao. Thế còn thằng Corel là nó theo một cái dạng gọi là chiều người dùng đến hết độ luôn, kể cả những cái thứ mà đôi khi chúng ta cũng có cảm giác rằng là nó hơi hướng ngẩn một tí, nó cũng có thể là nghiên cứu, nó vẫn có thể đưa ra được cho các bạn những cái công cụ hỗ trợ đấy. Đây hình thang đó, hình này chúng ta cũng làm được, cũng vẽ ra một hình chữ nhật, Ctrl Q xong rồi điều khiển hai cái điểm điều khiển ở phía trên đúng không, thì nó cũng ra thang. Tuy nhiên là thay vì là chúng ta phải làm nhiều bước như thế thì nó cung cấp cho chúng ta một cái định dạng để ta kéo một cái là ra luôn. Tam giác vuông, tam giác thì vẽ dễ quá rồi, nhưng mà tam giác của chúng ta vẽ ra thì nó đều là dạng cân hoặc là tam giác đều, còn tam giác vuông thì không có, chúng ta lại phải cắt một cái tam giác ra thì chúng ta mới có tam giác vuông. Thế thay vì cắt thì bây giờ vẽ một cái là ra luôn. Thằng này thì chỉ có to hay nhỏ thôi, thấp hay thì cao, rộng hay hẹp, thế thôi, chứ còn nó không có điểm điều khiển đặc biệt. Hình chữ thập đấy, hình này kéo ra thì chúng ta cũng lại thấy nó quay trở về hình gốc là hình chữ nhật, còn bấm vào cái điểm đỏ này thì kéo vào thì chúng ta sẽ có là hình chữ thập gầy béo sâu nông tùy tay chúng ta đó. Hình trụ kéo hết độ thì nó giả về hình chữ nhật đó, kéo nghiêng này thì chúng ta sẽ có một cái hình hình trụ nhìn ở góc độ từ trên xuống. Hình này chúng ta gọi là bevel đúng không? Một cái bề mặt được làm vát cho nó có cảm giác và dày ở phía trên. Đây. Giống như là chúng ta nhìn một cái mái nhà từ trên không trung nhìn xuống, kéo hết độ đây. Các bạn sẽ thấy gần như là chúng ta nhìn thấy một cái mái nhà từ trên nhìn xuống. Thế còn dày mỏng đến đâu, vát nhiều hay vát ít của cái bề mặt làm dày lên như thế này thì chúng ta sẽ kéo cái điểm điều khiển đỏ của nó. Đây có một hình tương đối đặc biệt một tí, chắc chắn là các bạn trong cái quá trình làm và cũng sẽ có thể dùng đến nó, hình trang giấy cuốn mép. Đây, kéo hết cỡ thì lại trả về hình gốc cơ bản là hình chữ nhật, bấm vào điểm đỏ kéo lên nhiều kéo lên ít thì chúng ta có thể tạo ra được cái thao tác cuốn góc cuốn mép cho một cái tờ giấy. Đây cũng còn một hình nữa rất đặc biệt, dạng ecomotion đó, mặt cười hay mặt khóc. Đây đang mặt cười, bấm vào điểm đỏ kéo lên cười mím cười mỉm đó. Bình thường mếu một hình nữa, chắc chắn là các bạn đã làm từ đầu đến giờ rất nhiều. Đấy là một cái hình vành tròn như thế này, chúng ta đều phải tạo ra hai hình, sau đó thì chúng ta hoặc là cắt hoặc là combine nó vào với nhau. Nhưng bây giờ thì các bạn chỉ cần kéo một cái là ra, sau đó thì bấm vào điểm đỏ này để điều chỉnh cái thiết diện của cái vành này, nó dày hay nó mỏng, rất là tiện phải không ạ? Một biến thể khác của nó, biển cấm, cũng vẽ một cái là ra, sau đó thì các bạn cũng bấm vào điểm đỏ này để điều chỉnh cái vành của nó cho nó dày hay nó mỏng. Một biến thể khác, nửa vành tròn hay chúng ta gọi là hình móng lừa hay hình móng ngựa đó, các bạn có thể làm cho nó dày hay mỏng, thậm chí là nếu mà chúng ta kéo xuống thì chúng ta có thể kéo nó trở thành một hình phần như hình tròn như này. Đấy.
Cái bài này thì cái công cụ này chúng ta có thể dùng áp dụng cho cái bài cái biển ở trong cái hình con cá heo nhảy vòng đúng không ạ? Đấy, thay vì phải ngồi mà vẽ căn kè lại thì bấm một cái là ra ngay. Hình trái tim, hình tia sét, mấy hình này thì chỉ cho và dùng luôn thôi chứ không có biến thể. Hình giọt nước, hình hình vuông hay là hình chữ thập vắt góc. Thực ra thì cái này là hình chữ nhật của chúng ta có đúng không? Nhưng mà thay vì là xử lý một cái cách thông thường thì chúng ta có thể xử lý nó như thế này. Đấy, thao tác trực quan luôn. Cái đấy là nhóm đầu tiên là Basic Shape, cung cấp cho chúng ta những cái hình rất là cơ bản. Thế bây giờ có thêm một cái vấn đề này nữa các bạn, để mà chọn được tất cả các đối tượng. Bây giờ tôi bày đầy ra hết ở đây, demo cho các bạn rồi, rất nhiều. Bây giờ muốn xóa đi để chúng ta giới thiệu tiếp các thứ khác thì chúng ta có mấy cách như thế này đúng không? Hôm trước chúng ta đã chọn là Edit này. Select All này đúng không? Object hơi nhiều thao tác đúng không? Thế bây giờ chúng ta có một cách nữa là Ctrl A đúng không? Là để chọn tất cả các đối tượng hiện đang có ở trên màn hình. Và còn có thêm một cái nữa, đó là các bạn nhấp đúp chuột vào trong công cụ Quick Tool. Đấy cũng là một cái cách để cho các bạn có thể là chọn được hết tất cả các đối tượng một cách nhanh nhất. Chọn xong xóa đi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp đến nhóm tiếp theo. Nhóm tiếp theo sau cái nhóm Basic Shape là Around. Around thì nó cung cấp cho chúng ta tất cả những cái dạng mũi tên khác nhau. Tên thì có nhiều, rất là nhiều dạng, đủ dạng tên ở đây. Các bạn xem này, chúng ta có dạng một mũi tên đúng không? Một đầu, hai đầu, bốn đầu, một biến thể khác là ba đầu, một biến thể hai đầu nhưng lại vuông góc. Đấy, một đầu nhưng mà cũng có cái thân vuông góc. Rồi mũi tên các dạng đuôi đứt đoạn hoặc đuôi nhọn, hoặc là mũi tên là đầu bằng. Đây, tất cả mọi thứ được cung cấp rất nhanh. Các bạn chỉ việc bấm vào một cái là các bạn sẽ vẽ ra. Sau đó thì các bạn bấm vào cái điểm điều khiển đỏ ở đây. Các bạn có thể là điều chỉnh để cho thân tên dày hay mỏng, đầu mũi tên to hay nhỏ, rộng hay hẹp. Tất cả đều rất rất nhanh. Tất nhiên là chúng ta có thể vẽ ra hình. Chúng ta cũng có thể dùng công cụ Shape Tool bấm vào để chọn các cái điểm điều khiển ở trên cái hình chúng ta vẽ để chúng ta có duỗi vân vân. Nhưng mà cái tính linh hoạt thì chắc chắn là không thể nào nhanh, không thể nào mà tiện được bằng cái công cụ cho sẵn như thế này. Đây là một đầu nhá. Đây là hai đầu nhá. Hai đầu thì chẳng qua nó tạo ra thêm tương tác thôi. Kéo đầu này bao nhiêu thì đầu kia sẽ làm sao đây ạ? Co duỗi theo bấy nhiêu. Theo chiều ngược lại. Bốn đầu thì sao? Bốn đầu thì chúng ta sẽ có thêm một điểm điều khiển nữa. Trong đó một điểm điều khiển màu đỏ quen thuộc rồi, thì cái này nó sẽ dành để giải quyết các vấn đề về đầu mũi tên. Thế còn điểm vàng lúc này được phân công để xử lý cái thân tên. Tiếp nữa, dạng 3. 3 thì thực ra nó cũng chỉ là cắt bớt đi một cái của cái 4 thôi, vẫn có đủ hai cái điểm điều khiển như thế. Đây, điểm vàng cho thân, điểm đỏ cho đầu. Vuông góc thì sao? Vuông góc thì cũng có hai điểm, cũng vẫn điểm đỏ là để cho đầu mũi tên, điểm vàng là thân mũi tên. Vuông góc dạng này cũng thế, mũi tên thân đứt đoạn thì chỉ có một điểm thôi. Thực ra thì nó chỉ khác cái mũi tên một đầu này ở cái đoạn là một thằng thân liền, một thằng thân chia ra làm nhiều vạch.
Thế còn quy tắc sử dụng nó vẫn giống nhau thôi. Đây, thằng này cũng thế. Một này thì chúng ta sẽ làm sao đây ạ? Có một điểm đỏ để điều khiển là cái mũi nhọn này nó sâu hay nó nông thế nào. Đây. Kéo hết cỡ ra, hầu như là chúng ta sẽ gặp một cái hình mẫu rất là cơ bản. Đấy là chữ nhật. Thế về cơ bản các mũi tên thì nó đại loại là như thế. Các bạn biết sử dụng thử một cái, hai cái thì những cái còn lại các bạn sẽ biết cách xử lý thôi. Nhóm tiếp theo nữa là flowchart shape. Thì chúng ta sẽ có những cái gì? Có một số các cái hình. Đấy. Nó cũng tương đối đặc biệt một tí. Tất nhiên là cũng vẽ được nhưng mà sẽ mất công, cho nên là nó cung cấp cho chúng ta những cái công cụ để nhấp một cái là vẽ luôn. Thế thôi, không mất thì giờ. Bọn này là chỉ vẽ một lần, không có điều chỉnh đặc biệt mà chỉ có co duỗi về mặt kích thước thôi. Cái này thì không có gì nhiều để mà phải giới thiệu cả. Thì các bạn chỉ cần biết là có một nhóm công cụ như thế. Còn mở ra nó khoe hết tất cả các cái hình dạng mà nó cung cấp cho chúng ta trong này rồi. Cần cái nào thì bấm vào cái đó mà xài thôi. Không có cái gì phải điều chỉnh ở đây cả. Trường hợp tiếp theo nữa là banner shape. Cái này thì không nhiều lắm, nó chỉ cung cấp cho chúng ta 5 cái biến dạng thôi. Bao gồm là hai cái banner, một cái flag, một cái lá cờ, đúng không? Và hai cái nó giống như là cái corner hay là cái biểu tượng gọi là new hay là một dạng giống như vụ nổ ấy. Đây, banner thì nó có hai dạng. Một cái là cho góc nhìn từ trên xuống. Chúng ta có thể điều khiển bằng hai điểm điều khiển màu đỏ và màu vàng. Trong đó điểm màu đỏ làm gì? Điểm màu đỏ là để điều khiển cái mặt chính của cái dải banner này. Đấy, nó rộng hay nó hẹp. Tất nhiên là nó tương tác là cái bề mặt chính mà thu lại bao nhiêu thì cái đuôi nheo của nó sẽ dài ra bấy nhiêu. Thế còn cái bề mặt chính mà mở rộng bao nhiêu thì cái đuôi nheo nó lại thu lại bấy nhiêu. Tức là trong cái chiều dài không đổi thì cái này co thì cái kia nó lại giãn ra. Thế còn cái điểm vàng này để làm gì? Điểm vàng này nó giúp chúng ta giải quyết góc nhìn. Đấy, các bạn sẽ có góc nhìn từ trên xuống cho tới gì đây ạ? Kéo kích kim thì các bạn sẽ có góc nhìn ngang. Tức là chúng ta có thể hạ dần tầm nhìn từ trên xuống cho tới khi mà nhìn ngang vào bề mặt. Thế còn cái trường hợp này thì lại là ngược lại, là vẫn là banner như thế nhưng nó cho chúng ta là tầm nhìn từ dưới lên. Đấy, điểm đỏ thì vẫn thế rồi, còn điểm vàng giải quyết cho chúng ta hai thứ. Một là càng ngày càng hạ thấp cái tầm nhìn xuống, hoặc là nâng cao tầm nhìn lên cho tới khi nào mà nhìn ngang vào cái mặt chính của cái banner này. Thế còn cái flag, lá cờ đó, thế đây, vẽ một cái ra một cái hình bay bay như lá cờ này. Điểm đỏ này sẽ giúp các bạn giải quyết là cái lá cờ này uốn nhiều hay uốn ít. Đây, thế thôi, rất là đơn giản. Thế còn hai hình này chỉ có vẽ ra mà xài thôi, không có điều chỉnh thêm cái gì cả. Những cái dấu hiệu và các bạn sẽ thấy rằng là ở trong một cái quảng cáo bán hàng gì đấy, hàng mới về hay là hot hay là cái gì đấy, thì chúng ta sẽ có một cái hình thường vẽ ra như thế này, xong có màu đỏ đặt chữ đặt chiếc lên phía trên đấy, thay vì việc phải ngồi phải kích chuột dê chuột độ khoảng 10-20 lần gì đấy để vẽ ra cái hình này thôi, nó cung cấp luôn cho các bạn, nhấp một cái là vẽ ra luôn. Tiếp nữa chúng ta sẽ có cái nhóm cuối cùng, corner shape. Cái này thì tương đối là đặc biệt một tí. Đây là để đưa vào những cái câu thoại hoặc là những cái nghĩ. Đó. Ví dụ như là chúng ta có thể là đưa vào đây một cái hình này. Đó. Ví dụ là quảng cáo làm cái gì đó.
Bây giờ tôi có một cái ảnh như thế này. Quảng cáo thì thay vì việc là viết chữ thông thường thì chúng ta sẽ đưa thêm một số các pronoun. Các bạn sẽ được cung cấp 6 cái kiểu ở đây. Đó. Ví dụ. Đấy, nó cung cấp cho chúng ta những cái này để chúng ta có thể là đưa chữ nghĩa vào trong cái hình này. Nó như là thoại hoặc là một cái nghĩ gì đó. Và điểm đặc biệt của nó là gì? Nó có một cái khung cơ bản là cái hình chữ nhật, và khi các bạn bấm vào cái đuôi với cái điểm đỏ này, các bạn có thể kéo. Thực ra thì cái hình chữ nhật này nó luôn luôn là cái yếu tố tĩnh đấy. Thế còn cái động là cái đuôi này, các bạn có thể kéo cho nó nghiêng sang phía nào, kết nối với bất cứ ai đấy, rất là linh hoạt ở cái phần đuôi này. Thế cái biến thể khác của nó là gì? Cũng vẫn là như thế, nhưng mà chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Có cái hình bắt góc đó. Đấy, thì vẫn hình thì nó vẫn thế thôi, nhưng các bạn sẽ thấy rằng nó mềm mại hơn, đó. Mềm mại hơn là nó bo góc. Đấy. Tiếp nữa, chúng ta có một cái dạng này thì đặc biệt hơn một tí, tròn đó, lại còn mềm mại hơn nữa. Đấy, thì trên nguyên tắc cũng vẫn thế thôi, hình tròn là cái nghiêng, còn cái đuôi thì các bạn có thể là chạy sang phải, chạy sang trái, chạy lên trên, chạy xuống dưới, kết nối với bất kỳ ai mà các bạn muốn. Đấy. Còn trường hợp này, thực ra thì cái thoại này có vẻ là vẫn chưa đúng lắm trong trường hợp này, đúng không? Cái này mới là cái đúng này. Đấy, cái này mới gọi là ngủ mơ giữa ban ngày này. Đang nghĩ về cái gì đấy, đang mơ về cái gì đó. Đấy, đưa một cái chữ nghĩa hoặc đưa một hình ảnh gì đó vào đây. Đó. Thế và cuối cùng thì các bạn có thêm hai cái trường hợp này. Đấy, một cái khung. Khung này thì các bạn có hai điểm, một điểm điều khiển màu vàng, một điểm điều khiển màu đỏ. Điểm màu đỏ cho phép trượt ở trên cái khung chữ nhật này. Điểm màu vàng cho phép kết nối vào bất cứ đâu. Đấy. Kết nối để minh họa, để chỉ các thứ. Thế còn cái này thì nó lại có một cái dạng đặc biệt thế này, nó lại tăng thêm cho chúng ta cái khớp đó. Ở đây có tận 3 điểm cơ. Điểm đỏ trượt trên cái hình chữ nhật chính, điểm vàng tạo thêm một khớp linh hoạt hơn để chúng ta có thể xoay trở được nhiều hơn, ở điểm xanh là để kết nối vào cái đối tượng hoặc là cái chỗ mà chúng ta cần chỉ dẫn, cần minh họa. Thế thì cái nhóm pronoun này nó là một cái thứ mà tương đối là đặc biệt trong các công cụ giúp chúng ta có thể đặt các câu thoại, đặt các cảm nghĩ hoặc là đặt các chỉ dẫn các thứ trong một cái bản vẽ bằng cái này. Thế như vậy là chúng ta đã giới thiệu tiếp một cái nhóm cuối cùng ở trong cái nhóm công cụ vẽ hình cơ bản này. Và các bạn thấy đấy, thực ra những cái mà công cụ Corel vừa cung cấp cho chúng ta có cũng được, không có cũng được, nhưng mà rõ ràng có nó thì chúng ta làm việc nhanh hơn rất là nhiều, đúng không? Thay vì việc là cái gì chúng ta cũng phải ngồi vẽ cả, thì bây giờ nếu mà gặp phải một cái ý tưởng nào đó, gặp phải một cái nhu cầu nào đó thì lôi nó vẽ, vẽ bằng một nhấp chuột là xong. Đấy, thay vì là chúng ta ngồi mất vài phút, thực ra thì vài phút nó không là cái gì cả, nhưng mà nếu mà cái gì cũng chiếm của chúng ta vài phút ấy thì cộng lại nó cũng sẽ nhiều đấy. Mà một cái bản thiết kế thì cũng không biết là chúng ta sẽ cần dùng đến bao nhiêu những cái đối tượng, những cái hình hài dạng như thế, cho nên là nếu mà tận dụng được thì vẫn nên tận dụng, nó sẽ làm cho cái công việc của chúng ta nó nhanh hơn, tiện lợi hơn rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu tiếp một vài công cụ nữa cũng tương đối đặc biệt,
Nó là hai cái nhóm công cụ là Parallel Dimension Tool và công cụ Straight Line Connector Tool. Hai cái nhóm công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta minh họa rồi chú thích vào các cái bản vẽ. Một cái bản vẽ thì không phải là các bạn cứ vẽ ra là xong. Ví dụ như là tôi thiết kế một cái bao bì, có thể là rất là đơn giản thôi, một cái bao bì hình trụ hay hình vuông gì đó, các kích thước của nó, hình dáng của nó không có gì phức tạp cả, nhưng mà rõ ràng thiết kế ra hình hài, màu mè, chữ nghĩa, nội dung ở trên vẫn chưa đủ. Thực ra là chúng ta cũng cần phải có thêm một số thông số để chúng ta ghi chú rất là cụ thể vào trong cái bản thiết kế của chúng ta. Nó dài bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, thì lúc đấy người ta mới đủ thông số để người ta làm việc, người ta in ấn, người ta sản xuất ra cái sản phẩm của chúng ta như là một cái sản phẩm thực tế, chứ không phải là cứ gửi cho người ta một cái bản vẽ thế xong rồi muốn làm gì thì làm, đúng không? Tất nhiên nếu mà các bạn làm chuẩn, các bạn làm đúng, người ta cũng có thể là bấm vào trong cái bản vẽ của các bạn để đo từng phần một có dài ngắn bao nhiêu, nhưng mà một người làm việc chuyên nghiệp thì bao giờ cũng phải đầy đủ tất cả các tham số cho một cái bản thiết kế của mình, là nó dài bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, nó cao thấp rộng hẹp như thế nào, thì người ta nhìn vào đấy thì người ta hình dung được ngay là cái bản thiết kế của mình nó như thế nào, mà đúng hay sai nó cũng sẽ kiểm chứng được ngay. Khi mà tôi có một cái con số ở đó mà bấm vào nó lại không khớp với con số mà chúng ta ghi chú ở ngoài thì rõ ràng là cái bản đó nó là có vấn đề. Do đó thì chúng ta sẽ sử dụng các công cụ này để mà chúng ta minh họa, chúng ta chú thích, chú giải cho cái bản vẽ của mình nó một cách chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn. Ở đây cái nhóm công cụ Parallel Dimension thì chúng ta sẽ có 5 cái công cụ. Trong đó thì chúng ta thấy là nhóm đầu tiên là Parallel Dimension, thứ hai là Horizontal or Vertical Dimension, Angular Dimension, Segment Dimension và cái cuối cùng là Three Point Conal. Thế thì trong này chúng ta có cái công cụ này là một công cụ tương đối là tích hợp, đó là cái công cụ Parallel Dimension. Nó giúp chúng ta là đo và đưa ra các chú giải về mặt kích thước theo ba chiều, chiều ngang, chiều dọc và chiều chéo của cái bản thiết kế. Ví dụ như là tôi đo cái chiều rộng của cái bản thiết kế này chẳng hạn. Đây, tôi bấm chuột, kéo sang bên cạnh đối diện. Sau khi mà dừng chuột thì chúng ta nhả phím ra và chúng ta sẽ kéo nó lên phía trên. Thì chúng ta bắt đầu thấy cái đường dọc nó xuất hiện, và muốn cái con số mà chú giải nó nằm ở đâu thì các bạn có thể là di chuột trên cái điểm ngang này, muốn nó xuất hiện ở đâu thì bạn bấm chuột vào đó, nó sẽ xuất hiện một con số cụ thể. Hình vẽ của chúng ta thì thường là nét đen rồi đó, và nó mặc định luôn cho chúng ta là cái đường chú thích này nó sẽ là một màu khác hay màu xanh. Các bạn sẽ thấy một mũi tên hai chiều này trỏ sang hai bên, đồng thời cái tham số nó sẽ đặt vào giữa. Đấy, chúng ta đo được bao nhiêu thì nó khai báo chuẩn xác luôn là bấy nhiêu. Các bạn có một số các cái tùy chọn ở phía trên này, ví dụ các bạn có thể chọn các cái kiểu đường của cái gióng này, đường đứt hay đường liền đó, đường đứt liền nhau hay là đường đứt cắt nhau, rồi thì độ dày mỏng như thế nào đó, rồi mũi tên là dạng gì để mà trỏ vào các cái đường gióng này. Thế ngoài ra thì nó còn cho phép các bạn là chọn cái đơn vị đo là gì. Tất nhiên là đơn vị đo quen thuộc ở trong thiết kế của chúng ta nó sẽ là mm. Đấy, nhưng mà ví dụ bọn Mỹ nó làm thì nó lại đo bằng các đơn vị khác, inch hoặc là một cái đơn vị gì đó. Đấy thì tùy vào cái thói quen làm việc mà chúng ta sẽ chọn lấy một cái đơn vị đo cho nó chuẩn. Thế và nó có một cái phần nữa cũng tương đối là đặc biệt là cái tùy chọn là text position. Text position nó sẽ quyết định là cái chữ, cái con số mà đo này khi mà đặt vào thì nó sẽ nằm ở vị trí nào. Ở đây thì nó cũng có những cái biểu tượng mà nó sẽ cho chúng ta hình dung rất là rõ và cụ thể. Đó là text ở trên, đúng không? Text ở giữa, text ở dưới, tích ở giữa và có lại mũi tên hai đầu chỉ vào, vân vân.
Thì các bạn cứ nhìn qua cái định dạng này mà các bạn hình dung ra là khi bấm vào thì nó sẽ ra cái gì. Đấy, tùy chọn. Nhưng mà cái này thì các bạn phải làm trước nhé. Tức là các bạn phải bấm chọn cái này trước, sau đó các bạn mới tiến hành đo thì nó mới đặt trên hay đặt dưới. Còn đã bấm vẽ rồi thì nó sẽ theo cái đang được thiết lập trước đó. Đấy, chứ không phải là làm xong xong rồi các bạn lại bấm chọn kiểu khác thì nó lại nhảy ra theo cái thiết lập mới của các bạn đâu. Còn không ưng thì vứt xóa bỏ đi. Đấy, bấm trực tiếp vào đây thì xóa đi. Đấy, rồi vẽ lại cái khác theo cái mong muốn của mình. Thế đấy là một chiều nhá. Bây giờ chúng ta lại đo thử một chiều khác. Bây giờ đo chiều này. Đó. Bấm này. Bấm này. Thả đây, kích chuột. Đấy, nó sẽ ra đây. Đây là chiều cao, đúng không? Bây giờ tôi lại còn có thể bấm một nhát vào đây, kéo một đường chéo, đúng không? Sau đó thì đưa ra đây, nó sẽ khai báo góc độ chéo. Cái này thì thường chúng ta đo chéo là chúng ta hay gặp cái thông số khi mà chúng ta xem một màn hình, đúng không? Màn hình máy tính, màn hình tivi bao nhiêu inch, đấy là nó tính theo cái đường chéo đấy, chứ không phải là đường thẳng hay đường ngang của màn hình đâu. Thế đây là cái đơn vị đo và chú giải về kích thước cho một cái bản thiết kế. Thế thì vừa rồi là chúng ta giới thiệu với nhau về cái công cụ Parallel Dimension trong cái nhóm công cụ để mà ghi chú về mặt kích thước. Thế còn hai cái Horizontal và Vertical này thì nó sẽ chỉ làm nhiệm vụ là đo ngang hay đo dọc thôi, nó không đo được chiều chéo. Nó bớt đi một cái tính năng là đo độ chéo thì thôi tôi sẽ không giới thiệu nữa, tại vì là nó bớt đi một cái so với cái parallel này thôi. Thế còn cái angular này thì nó sẽ giúp cho các bạn là vẽ và đo một cái góc. Đây ví dụ tôi có một cái góc như thế này, ví dụ một góc như thế này. Bây giờ chúng ta muốn đo xem cái góc này nó là bao nhiêu thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ angular này. Đó. Là các bạn sẽ đi từ cái đỉnh góc nhé, đi từ đỉnh góc kéo lên một đoạn dài ngắn tùy các bạn, sau đó thì các bạn dừng lại ở đâu thì các bạn lại kéo, nó sẽ vẽ ra một góc tròn như thế này bám theo cái cạnh mà các bạn vừa mới vẽ đó, cho tới khi nào các bạn chạm được vào cái cạnh thứ hai, sau đó thì các bạn bấm chuột một cái để xác nhận là về góc đo được. Sau khi đo được góc rồi thì chúng ta lại bấm vào cái điểm giữa của cái đường này. Thì lúc này các bạn lại có thể là kéo lên hay kéo xuống. Cái đường này rất linh động. Đấy, và kích chuột ở đâu thì tham số nó sẽ được đặt vào cái điểm mà chúng ta đã kích chuột đó. Thì như vậy là nó sẽ giúp chúng ta đo được các góc. Và còn một trường hợp nữa đặc biệt hơn, đó là cái công cụ Shapeman. Shapeman thì nó sẽ giúp cho chúng ta đo ở những cái thứ mà nó mang tính giật cấp. Nó không phải là một hình chữ nhật, nó không phải là một hình elip, nó không phải là một vuông nữa, mà ví dụ như là nó mô phỏng về một cái kệ bán hàng hay là một cái bậc thang đó. Ví dụ như là tôi có một cái như thế này đó. Ví dụ tôi có một kệ bày hàng như thế này, hoặc là phức tạp hơn nữa, nhiều hơn nữa thì là một cái bản vẽ của cái bậc thang chẳng hạn. Đấy, thế thì bây giờ tôi có thể là sử dụng cái hình vẽ như thế này, và tôi sẽ dùng cái công cụ Shapeman Dimension. Đấy, thế thì để sử dụng cái này thì chúng ta sẽ đo này.
bấm này, kéo xuống hoặc là kéo lên đó. Sau đó thì các bạn đặt chuột vào cái vị trí mà các bạn muốn, kích một cái thì nó sẽ đo từ đầu này vào đây bao nhiêu. Đến đoạn này cũng tương tự như vậy. À, bấm này, đo này, nó sẽ chú giải cho chúng ta từng đoạn giật cấp cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu. Và cuối cùng có một thứ tương đối đặc biệt được đặt tách riêng ra, nó gọi là công cụ Three Point Cornell. Thì chúng ta sẽ có cái cách dùng như thế này, bấm chuột này, kéo lên ngang dọc cao thấp chéo như nào tùy các bạn. Sau khi mà các bạn hài lòng rồi, nhả chuột ra và các bạn di tiếp ra một cái đường thứ hai. Đấy, đến đây nhả chuột ra, các bạn sẽ thấy có một cái dấu nháy giống như là cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái công cụ text đó. Đấy, các bạn có thể nhập một cái chú giải cụ thể vào phía sau này. Nó tương đối đặc biệt ở cái đoạn là nó sẽ cho phép chúng ta là viết một cái nội dung cụ thể gì đó đó, và sau đó thì chỉ định đích danh là cái này nó là cái gì đó. Đấy, chúng ta chọn vào cái vị trí mà chúng ta muốn chú giải, muốn giải thích với người khác. Thì đấy là cái nhóm công cụ rất là đặc biệt giúp cho chúng ta có thể đo vẽ về mặt kích thước, đấy, cao, rộng, chéo, rồi góc, và đôi khi là những cái sự giật cấp của các cái bản vẽ. Đấy, các cái chi tiết giật cấp thì chúng ta có thể dùng cái nhóm công cụ này để đo và đưa các cái chú thích vào đấy. Cứ bấm vào các điểm chuẩn của nó mà kéo ra thì chắc chắn là nó sẽ đọc chuẩn luôn, và nó sẽ chú giải luôn cho chúng ta một cách chính xác là cái bản thiết kế này từ đây ra đây, từ kia ra kia là bao nhiêu cm, bao nhiêu mm, chuẩn xác luôn. Thế thì sau cái công cụ này thì chúng ta còn có một công cụ nữa, nhóm công cụ nữa, đó là công cụ Straight Line Connector. Ở nhóm công cụ này thì nó là một cái nhóm công cụ hỗ trợ để kết nối các cái thành phần trong bản vẽ. Nó có giúp chúng ta là đưa ra những cái thứ tự phân cấp, hoặc là vẽ ra cây thư mục, hoặc là vẽ ra cây gia phả, hoặc là vẽ ra sơ đồ tổ chức, hay là vẽ ra sơ đồ tiến trình của một cái gì đó. Thế thì để xử lý thì chúng ta sẽ vẽ ra một số các cái hình chính đã. Đó, từ các hình chính này thì bây giờ chúng ta mới đưa tiếp ra cái quy trình là cái gì nối với cái gì quản lý cái gì liên quan đến cái gì. Đấy, thế ví dụ chúng ta có một cái hệ thống như thế này chẳng hạn. Thế để bắt đầu thì chúng ta vẽ các cái này, các bạn có thể tô màu, các bạn có thể thêm chữ nghĩa hay biểu tượng vào để các bạn hình dung ra là những cái hình mà chúng ta vừa vẽ ra nó đại diện cho một cái cơ quan như thế nào, hay đại diện cho một cái tổ chức như thế nào, hay là đại diện cho một cái quy trình như thế nào, hoặc là một cái dòng họ như thế nào đó. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này. Trong này thì nó cho chúng ta ba cái biến thể: straight line, right angle connector và round right angle connector. Thì bắt đầu thì bằng cách là các bạn nhấp chọn một công cụ. Thế thì khi chúng ta nhấp chọn công cụ này thì rất đặc biệt, các bạn sẽ thấy rằng bất kể một cái hình nào mà đang có ở trên cái trang làm việc của chúng ta, nó cũng xuất hiện luôn bốn cái điểm ở giữa bốn cạnh của cái đối tượng. Đấy, và bây giờ tôi có thể bấm vào một điểm nào đó, tôi kéo này. Đấy, như thế này là tôi sẽ tạo ra một kết nối từ thằng này sang thằng này. Đó, thằng này có thể là lại kết nối với thằng này. Đấy, thằng này lại kết nối với thằng này, kết nối với thằng này, ví dụ thế. Thì các bạn sẽ thấy nó gần như là một cái sơ đồ những thứ liên quan với nhau. Các bạn có thể tạo ra cái kết nối như này để chỉ rõ là cái mối liên hệ hoặc là cái sự dắt dây như thế nào ở trong một cái sơ đồ tổ chức, sơ đồ một dòng họ.
nó sẽ giúp chúng ta rất là dễ. Tất nhiên tôi có thể kéo một cái công cụ pen hoặc là một công cụ gì đó để tôi vẽ một đường nối từ cái nọ sang cái kia, nhưng rõ ràng là nó sẽ không có tiện bằng cái này, tại vì là khi tôi thích tôi có thể là di dịch, tôi thay đổi cái vị trí kết nối của nó. Đấy, cái đường kia của chúng ta thì khó hơn, mặc dù vẫn làm được nhưng chắc chắn là mất công hơn. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp một cái trường hợp khác nữa. Tất cả những cái đường này các bạn đều không thích thì các bạn có thể bấm vào nó xóa bỏ đi, như là xóa bỏ cái đối tượng bình thường thôi. Tiếp đến thì chúng ta xem cái Right Angle Connector. Thì khi tôi bấm chọn công cụ nó cũng xuất hiện các cái điểm kết nối như này, nhưng thay vì việc là kết nối một cái đường thông thường thì tôi có thể là kết nối theo cái cách là gì đấy ạ, kéo nó ra ở những vị trí hợp lý. Sau đó thì tôi làm sao đây ạ? Kéo này đấy, kết hợp với nhau, nối với nhau theo những cái đường mà nó rất là đặc biệt thế này, uốn léo đó. Thằng chéo thì đôi khi rất là khó để mà hình dung ra, tại vì là đôi lúc là nó bị chồng chéo lên nhau. Thế ra thằng này nó sẽ đi theo cái một cái tuyến đường mà nó gãy khúc, nhưng mà nó sẽ khúc chiết hơn, rõ ràng hơn trong cái thao tác kết nối. Thế còn thằng Round the Right Angle Connector thì nó lại cho phép các bạn làm còn phức tạp hơn nữa. Nó sẽ có một cái độ độ làm tròn góc. Đấy. Bạn thích thì có thể là điều chỉnh để cho nó uốn tròn mềm mại hơn. Nó đi theo những cái tuyến đường lúc này thì nó rõ ràng hơn, minh bạch hơn so với cái đường chéo hoặc là đường thẳng đó, thì nó dành cho những cái sơ đồ nó tương đối là ít cấp thôi và ít chồng chéo. Đấy, nó đi gần như theo một mạch, tương đối là rõ ràng, thì chúng ta sẽ kết nối nó bằng công cụ đó. Thế còn ở cuối cùng này thì chúng ta có một cái là công cụ gọi là Edit and Join này, thì nó sẽ giúp chúng ta là giải quyết những cái điểm neo, những cái kết nối. Tức là chúng ta có thể di dịch này đó, tăng giảm co kéo hình, di dịch, chuyển dịch, bắt nó nối từ chỗ nọ sang chỗ kia. Đấy. Thế thì như các bạn vừa thấy là một loạt các nhóm cái công cụ cho sẵn của Corel đấy. Thực ra thì không có cái nào mà chúng ta không làm được, nhưng mà rõ ràng rằng là sử dụng nó thì nó sẽ đem lại một cái sự tiện lợi hơn rất là nhiều. Đấy. Nó sẽ giúp chúng ta bớt bớt rất là nhiều công, nhất là trong các cái công cụ mà đo độ dài, độ rộng rồi góc tiếp các thứ, thì cái đó thì nó sẽ chính xác hơn là chúng ta thao tác thủ công rất là nhiều, mặc dù chắc chắn chúng ta làm thủ công chúng ta đo được. Đấy. Biết cách xử lý thì chúng ta đo được hết tất cả mọi thứ như thế, nhưng mà rõ ràng là khi mà nó đưa cho chúng ta những công cụ mà nó mang tính tương đối là chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực đó thì nó sẽ bớt bớt công bớt thời gian. Thế các bạn làm quen thử một chút đi, sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu đến những cái công cụ nó phức tạp hơn, những công cụ mà giúp chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng ở trong Corel.